Trong căn nhà nhỏ này ở ngoại ô thủ đô Washington, hôm nay hàng trăm phần đồ chơi đang được các anh chị tình nguyện viên của nhà Việt Nam gói ghém cẩn thận thành những phần quà Giáng sinh đẹp mắt để dành tặng cho những trẻ em kém may mắn quanh vùng. Không khó để những tổ chức phi lợi nhuận như nhà Việt Nam liên hệ và có được rất nhiều phần quà như thế này từ các tổ chức từ thiện Mỹ. Nhưng điều quan trọng hơn là tình yêu và sự cảm thông của người lớn đối với những đứa trẻ không thực sự được hưởng niềm vui Giáng sinh viên mãn như thường thấy. Dạ, em tham gia nhà nhịn em tại vì em thấy nó là give back to the community and support the Vietnamese community in you know, the Washington and DC area. Em thấy những chương trình này mình giúp ích cho cộng đồng, mới giúp ích cho những người mà kém may mắn hơn mình, thì mình sharing is caring, so that's what I live my life. Một phần trong hàng trăm món quà Giáng sinh đó sẽ tới đây, một trung tâm bảo trợ xã hội cho người vô gia cư ở ngoại ô thủ đô Washington với hàng chục đứa trẻ sinh sống cùng cha hoặc mẹ. Hôm nay các anh chị tình nguyện viên đang chuẩn bị Giáng sinh sớm cho các em. Mặc dù chương trình khá đơn sơ, nhưng có thể nói các anh các chị chính là ông già Noel và công chúa Elsa đem những món quà của mình tới với lũ trẻ ở đây. Bên cạnh đó thì các anh chị còn chuẩn bị một bữa trưa đầm ấm cho tất cả mọi người để các em cùng cha mẹ có được một ngày Giáng sinh trọn vẹn bên nhau. Riêng năm nay nhà Việt Nam có contact với lại Toy for Tots. Toy for Tots là một cái nơi mà mọi người mang quà tới donation và đồng thời cũng distribute lại cho những cái gia đình low income hoặc là cho những cái nhóm mà non-profit, thì trong đó nhà Việt Nam là một trong những cái nhóm non-profit, cho nên nhà Việt Nam xin cái số toy đó từ Toy for Tots. Dạ, để mà về distribute không những cho Manassas Shelter mà cho tất cả những trẻ em mà với những gia đình mà các em không có quà. Những hoạt động thiện nguyện như thế này thực tế được nhà Việt Nam và cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington tiến hành đều đặn hàng tháng. Nhưng riêng trong dịp Giáng sinh và cuối năm này thì có thêm nhiều hoạt động dành cho trẻ em. Điểm đến của các hoạt động thiện nguyện này, ngoài các trung tâm bảo trợ xã hội cho người vô gia cư ở ngoại ô thủ đô Washington, thì các tình nguyện viên cũng tìm tới các khu công viên, nơi tập trung đông người vô gia cư ở trung tâm thủ đô và các hộ gia đình tại các khu dân cư nghèo.